Xin chào các bác nhé. Hôm nay bên em tiếp tục xả hàng những con đẩy karaoke gia đình ngon bổ rẻ cho các bác chơi Tết các bác nhé. Đầu tiên rẻ nhất ở trong cái clip này là một con đẩy 16 xò buéc mạch Class H, thương hiệu là MU các bác nhé. Đấy, thương hiệu là MU. Đây, trong ruột thì còn rất là đẹp, mới tinh luôn, mới như kiểu hàng mới bóc thùng xốp các bác nhé. Đấy, đây là mặt mũi của em nó đây. Đấy, 16 xò. Đây là mạch bố áp của nó các bác nhé. Bố áp bằng cái vỉ cắm đây. Đấy, cái mã này thì nó bị bố áp bằng cái vỉ cắm chứ nó không bố áp bằng xò. Chạy 8 tụ các bác nhé. Con này giá là 2.500.000. Con này đánh một đôi full 30 các bác nhé. Một đôi full 30 hoặc là hai đôi full bát 25. Đấy. Còn tiếp theo là hai con đẩy. Là hai con đẩy, mã một con là mã EX 1002. Một con cả hai con này cùng hãng sau Canada các bác nhé. Đấy, nó kẻ tên cái mã khác thôi, còn nội thất thì nó như nhau. Công suất như nhau các bác nhé, 500W một kênh. Đều là 16 xò bù áp. 16 xò bù áp. Đấy, tổng là 20 xò các bác nhé. Chạy 8 tụ nguồn. Máy rất là khỏe. Con này thì các bác có thể đánh được một full 30 kèm theo một đôi full bát 25 nhé. Đấy, hai con này nó giống nhau. Thế là đồng giá 2.650.000 các bác nhé. 2.650.000 một con. Rồi còn cái con máy 5 vỉ đẹp nhất đây. Đây cũng là con đắt nhất ở trong cái clip này, 2.800.000 các bác nhé. Con này là 28 xò bù áp. 28 xò bù áp máy 5 vỉ các bác nhé. Máy móc và tất cả trong đây là nguyên zin hết các bác nhé. Đấy, con này có một cái quạt gió về nó bị đè vào nó gãy này, thì em thay quạt gió. Quạt gió với chiếc áp của những cái dòng đẩy thì nói chung là đấy là những cái bệnh ngoài da các bác nhé, không ảnh hưởng gì cả. Đấy, còn công suất là zin 100%. Máy 5 vỉ rất là đẹp. Con này có thể đánh được một đôi 30 cộng thêm với lại một đôi 25 các bác nhé. Đấy, nguồn rất là to. Đây, mặt phay nhôm sạch đẹp. 2.800.000 bao ship. Bác nào mà có nhu cầu con nào thì liên hệ với em số điện thoại 0967851866. Mua lần đầu thì cọc giúp em 200.000 vào tài khoản nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những clip tiếp theo.